ô tất cả M lần. Được chưa? Thế sau này bài tập ấy, các bạn có cho là một đống cái bọn thuộc về các bộ lát, không quan tâm đi đổ cái carbon vào nước. Là xong. Đã quyết định được giải bài tập khó con này đấy. Là giải bài tập quy đổi luôn. Là nhìn thấy tất cả bọn nào với các bộ lát kiểu hết các bọn vào nước là giải xong. Định nghĩa. Carbohydrate thì nghĩa là gì? Là hợp chất hữu cơ tạp chất. Hợp chất hữu cơ tạp chất. Cái phân tích tí cái từ tạp chất của mình thì nghĩa là điều tôi cũng biết. Trong hợp chất hữu cơ thì nó chia thành 3 loại. Loại nhất là đơn chất, đơn là chỉ một chất này. Và thứ hai là đa chất. Đa chất là nhiều chất nhưng mà chỉ cùng một loại. Dù hai nhóm OH, hai nhóm CFO. Đúng chưa? Hai nhóm CH, hai nhóm trở lên của cùng một loại thì gọi là đa chức. Đa chức thì là cả của hai nhóm chức của hai nhóm khác nhau. Ví dụ như chức OH với chức CHO, chức OH với chức COH, đúng chưa? Đấy gọi là đa chức. Thế thì hợp chất hữu cơ này đa chức thì nó bao gồm hai chức. Chức thứ nhất là chức OH của ancol. Chức thứ hai là chức carbonin. Carbonin để sợ các bạn hàn nó cùng học. Carbonin thì là biết là thằng này tên gọi chung của nhóm chất anhydride CHO và nhóm chất ceton CO. Thế nên là từ cái định nghĩa này chúng ta có thể suy ra được cho ta một hệ quả. Hệ quả là tất cả các thằng carbohydrate, tất cả các thằng carbohydrate này đều là gì ạ? Đều là các thằng hợp chất hữu cơ, đều là hợp chất hữu cơ và luôn luôn có chứa nhóm chất gì? Ancol. Được chưa? Đấy nhá. Các bọn hệ quả là carbohydrate thì đều chứa chất ancol. Biết nó, thầy sẽ biết như vậy bởi vì chỗ này nó tranh cãi rồi. Chứ nó không phải là chuẩn. Nó phải chuẩn 100%. Bởi vì là tí nó giải thích, ta sẽ phân loại. Phân loại. Phân loại với carbohydrate thì chúng ta có phân loại nó thành 3 loại. Loại thứ nhất là mono saccharide. Loại thứ hai là disaccharide. Loại thứ ba là polysaccharide. Mono là mấy? À, mono là một. Đi mấy? Poly là nhiều. Thế thì monosaccharide có nghĩa là một vòng đường. Poly là hai vòng đường. Đi là hai vòng đường và poly là ba. Thế monosaccharide là tất cả các thằng chung công thức phân tử là C6 H12O6. Và chỉ có hai thằng có chung công thức này thôi. Một thằng là glucose. Một thằng là fructose. Được chưa? Một thằng là glucose, một thằng là fructose. Disaccharide là những cái có chung công thức phân tử C12H22O11. Tên của nó là saccharose. Và một thằng nữa là thằng maltose. Trong đó anh maltose này bị giảm tải trong thi trung học phổ thông quốc gia. Thì các thầy cô trên lớp vẫn thích giảm. Vẫn có giảm bài tập về nó. Thế nên thầy vẫn phải giảm. Polysaccharide C6H10O5. Tất cả N là nó là công thức chung của thằng tích 1. Và thằng cellulose tinh bột và thằng cellulose nhà học cái trường số 2 các điều hoàn toàn của trường GTE em có thể giỏi trường GTE nhưng trường này nó nát bình thường em không học nát trường này toàn lý thuyết mà lý thuyết có sao chăng trường amin amino acid cần thiết protein lý thuyết có hơn dài không trường polymer là trường trả lời nhé vì toàn lý thuyết.
không không hẳn học thuộc làm điều thì biết làm điều thì quen, chứ nó học thuộc thì sợ dọa bọn em, chứ cứ lý thuyết thì cứ làm điều thì nó quen thôi. Thế ở đây thì có một cái chú ý cho ta một chút ạ. GLU và GROUP là đồng phân tử nhau, cùng với GROUP phân tử là C6 và C6. Cái này sau này rất dễ bị hỏi nhé. SAC và MAN là đồng phân tử nhau thì chung công thức là C12H2O11. Nhưng thằng tinh bột và xe đô cơ mặc dù chung công thức là C6H10O5 tất cả đều lần, nhưng nó không phải là đồng phân tử nhau, bởi vì N của nó khác nhau. Thấy chưa? N của thằng tinh bột chạy trong khoảng khác, N của thằng xe đô cơ chạy trong khoảng khác. N là tinh bột và chạy từ 10.000 cho đến 300.000. N là cellulose là chạy từ 100.000 cho đến 3 triệu. Đừng các bạn khác nhau nhá, cái này cũng phải thuộc. Thế không? Cái nói là thật chứng ra luôn. Bây giờ, thế vậy ở đây thì có phải thằng này là đồng phân, là đồng phân với nhau này. Thằng này chắc chắn cũng là đồng phân với nhau, đúng không? Thằng này chắc chắn cũng là đồng phân với nhau. Nhưng mà thằng này hỏi yếu hơn này. Bởi vì làm sao thằng 3 thông tin chùa không ra. Nhá, thế hỏi nhá, cô tặng này nữa đấy, các vị. Xong chưa? Thế thì nhìn ở cái bài này là thầy đã viết lên khái quát, chúng ta nhìn đây là chương carbohydrate vào 3 bài. Bài thứ nhất là monosaccharide, bài 2 disaccharide, bài số 3 là monosaccharide. Thế nhớ thầy chút là este lipid chúng ta học 2 bài thôi, bài este và bài lipid. Nhá, xong sang chưa đầy vào 3 bài. Chương sau chúng ta học mấy bạn. Qua đi. Hai bạn mới tờ từ... này. À rồi đấy. Bạn nào mới đến thì cho bạn hai tờ đấy. Đúng bí thư. Nhiệm vụ. Được. Đi đưa sách cho bạn cầm luôn. Thì em cũng được. À? Thì em cũng được em. À được. Đi luôn. Cái đấy để học cũng đi. Về nhà anh dán vào góc xong rồi em học. Em biết cái mặt kia ra, chữ kia đẹp hơn, chữ sướng hơn. Đó, càng đằng trước nó quan trọng hơn. Xong nha. Bài số 1. Bài số 1 ta học về, bài số 1 cũng là bài quan trọng nhất đấy. Bài số 1 chúng ta học về monosaccharide. Nghe cái tên của nó hiểu nghe chán đời. Thực ra này nó mới được. Trong bài này thì đa số học sinh thành phố hay bệnh tiểu đường để giảm chút ở lượng. Cô học quá. C6H12O6 Duy học là tiểu đường chưa? Em biết. Trong cái học sinh đứng lên thuyết trình thì tiểu đường là phân tử bốn này không nhau? 1810 nhớ. Chúng ta bấm, bấm ra 80. Thì chúng ta học thầy đã biết rồi thì cái kỹ năng kiểu chúng ta làm bài tập nhanh như là nhớ phân tử bốn. Nhớ phân tử bốn thì làm gì? Một là A lớn glucose, thằng này là quan trọng bậc nhất. Năm nay một câu thí nghiệm cực khó thì nó rơi vào cái chương này. Nhưng mà cái thí nghiệm của cái chương này thì không ghi trong sách giáo khoa. Nên là đứa nào mà thích ý thì thí nghiệm cực khó của chương này thì nó là trong cái phần mà đại cơ hữu cơ. Nó có cái đa số là trong đại cơ hữu cơ. Thế nên là thí nghiệm của cái chương này thì sẽ không nói. Bao giờ vào bài này thì sẽ nói xong. Khi nói xong bài nó lãng mạn. Một ta mã cấu trúc. Các em có thể đọc sách rồi. Nhưng mà tiện thể ở đây thì hướng dẫn ta coi như đọc sách được một lần nữa. Cấu trúc không quan tâm đến mạch vòng. Vẽ cái kiểu vòng nó vứt đi. Vòng đến nào đây đại học học. Đứa nào học mạch hóa học. Nhá. Còn lại không phải học mạch hóa học học. Cấu trúc chỉ nhớ tới đây này. Chia thành hai loại mạch. Một loại mạch vòng và một loại mạch hở. Chúng ta học một loại mạch hở. Chúng ta học một loại mạch hở nhé. Nhưng mà loại tồn tại chủ yếu trong tự nhiên thì là loại mạch hở. Biết tại sao không ạ? Tại vì cái vòng này nó khó. Thế nên là cấp 3 mà em học cái vòng này thì bọn em không hiểu được. Lên đại học học cái vòng này nó chuyển hóa lặng nhặng, linh tinh cơ. Trong môi trường axit tồn tại dạng vòng này, trong môi trường bazơ tồn tại dạng vòng này.
đúng chưa, cái nhóm nó chạy loang quang luôn. Thế nên lúc em học cái vòng này cấp 3 thì chắc là em phải học đến một tháng cũng chẳng được gì. Thầy thì sinh viên đại học sư phạm, một kỳ học trong vòng một trong vòng một tiết, xong quay sang hỏi nhau thì cũng không hiểu gì cả nhá. Nên cũng phải học, và mình học nên phải học. Thế sau này cứ nhớ này là cái mình học thì nó không phải là cái trạng thái tồn tại, chủ yếu là tự nhiên. Cái này mình dễ hiểu rồi, bởi vì thế này em nhìn nhá, cái tất cả mọi thứ nó đều quy về hình tròn, đúng không? Quả bóng hình cầu, mắt kính của em cũng được mô tròn nó đó. Cho đến kể cả những mỗi lần thằng iPhone nó tập nhật phát thì chúng ta lại nhìn thấy là các cái hình ảnh ở bên trong nó càng ngày cái góc nó càng được mô tròn hơn, đúng chưa? Vì vậy nên mọi thứ nó đều hướng tới hình tròn, hình cầu, đấy là dạng về. Thế thì trong tự nhiên như vậy, tất cả mọi hợp chất, mọi hóa chất nó đều biến hóa về cái dạng hình cầu, con cầu cũng đã dần dần hình cầu. Để cho cứ nhớ về cái điều đấy nhá, thì mình sẽ nhớ được là trạng thái tồn tại tự nhiên nó là dạng bằng tồn tại chủ yếu trong tự nhiên, trong cả trong dung dịch và trong cả tinh thể thì nó đều tồn tại chủ yếu là dạng bằng để nhất. Thế nhưng mà mình lại bởi vì cái này nó khó là mình không phải học nó nhá, không cần phải vẽ nó, không cần phải hiểu nó, kệ nó, mình đợi nó. Giờ mình học mày thở, mình học mạch thở để mình giải thích được một vài tính chất khoa học cơ bản của nó nhé, giải thích được một vài tính chất khoa học cơ bản. Thế nên là khi mà dạy chúng ta vào bát thủ nó rất là dễ. Thường thì các thầy cô mà nếu mà luyện thi lâu năm thì các thầy cô sẽ cho bài từ khó cho bọn em làm, những cái bài từ khó thì chẳng bao giờ thi cả, bởi vì biết tại sao mà nó không tồn tại, đúng không? Nó cứ vào cái chất nó không tồn tại là không thi, bởi vì thầy thi chỗ đâu ra học hải cho mà chất tồn tại. Thế nên là có một cái kinh nghiệm để giải các cái bài thật sự cao mà thầy đã nói với em ấy, là lúc nào cái chất đấy nó cũng sẽ là cái chất thẳng được tồn tại đầu tiên trong bài học đạo. Nhớ chưa? Nhớ đúng cái lý nhé. Là những bài tập cao nếu mình giải mãi ra thì dùng phương pháp thử cứ mang cái chất đầu tiên trong bài học đạo ra, biết ra xong lại chắc chắn là nhá. Đấy là đấy là một cái chiêu thức các bạn. Đây mạch thở. Mạch thở thì nó gồm là 6 nguyên tử carbon này. Thứ hai là 5 nhóm OH này. Thứ ba là một con chó này. Đấy, nhớ này là xong. Nhớ đúng như vậy rồi. Giờ mình vẽ này. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 nhóm OH cạnh nhau. 5 nhóm OH cạnh nhau. Một con chó. Con chó để vẽ rõ cho mình. Đó. Năm nhóm nó chạy nhau, một nhóm sẽ vô. Đó. Thế thì như cái này mà đứa nào mà kỹ vật tính chất vào một lớp 11 là xong không? Nó chỉ là trò chơi xếp hình thôi. Ô hát, nai kè. Đúng chưa? Nhóm chức, ăn để hít. Tại sao? Thế là cái việc mà chúng ta học chắc cái thứ lớp 11 rất là nhạc. Thế này người ta ngồi, người ta dạy ăn hít. Hình thức không? Mà anh hít ra đời học cái căn bản nhất thôi, cái nào khi luôn. Thế nên là tại sao mà lên 12 chúng gọi sợ quá như vậy? Tại vì là mỗi học kỳ 2 lớp 11 là bạn chơi ít học quá, thế học lên 12 học toàn. Thế bây giờ này, cái phần này ấy, nó cái bài đầu tiên này nó khá là nhiều kiến thức, nhưng em cần chú ý nhé. Đầu tiên là việc mà phân tích để chứng minh cái sự tồn tại của những cái nhóm chức này, nó có cái đặt câu hỏi đấy, mình sẽ đừng học cái đấy. Đầu tiên là mình sẽ chứng minh là có tồn tại OH đa thể. Nhá, chứng minh cấu trúc đấy. Phần này phần đây cấu trúc nhá, không phải tất nhiên đa này mà có các thí nghiệm chứng minh. Thì thí nghiệm thứ nhất này, là cho loại này tác dụng với CuOH 2 lần. Được chưa? Cho loại này tác dụng với CuOH 2 lần thì tạo thành dung dịch màu xanh lam. Tác dụng CuOH 2 lần là tạo thành dung dịch màu xanh lam, thì đây là tính chất của quả polyol OH đa thể. Hai nhóm OH cạnh nhau trở lên thì sẽ có cái tính chất này. Được chưa? Vậy suy ra, chú ý này, cái chỗ này chú ý nhất này. Suy ra là chứng minh là OH đa và kề. Nhớ kề đa và kề. Được chưa? OH đa kề. Chứ tuyệt đối không phải là phản ứng này chứng minh có 5 nhóm OH nhé. Hai nhóm
nhóm ăn cạnh nhau là đã có cả đứa mèo. Và đứa này không chứng minh số lượng nhóm ăn. Được chưa? Rất hay bị nhầm lẫn chỗ này. Vẫn về chứng minh nhóm ăn nhưng lúc này chứng minh số lượng nhóm ăn đấy. Thì cho tác dụng với anhydrid acetic. Cháu này tên là anhydrid acetic. Không cần quan tâm phản ứng học sẽ như nào, chỉ cần nhớ là sao phải ép đèn học trước, viết bài đã. Thì thầy có thể nói cho ta sơ qua cơ chế đi. Thì thằng này cũng giống như là axit, thì các con phải là axit, được chưa? Thì axit tác dụng với nhóm OH thì tạo thành eten, đây có năm chức OH thì tạo thành eten năm chức. Thì lúc này nó có số 5 đúng không? Lúc này và lúc này nó mới chứng minh là có 5 nhóm OH. Đấy, hai cái này hay bị sử dụng nhiều nhất để tạo nên sự nhầm lẫn của chúng ta. Đây là cái tập. Chứng minh nhóm chó. Chứng minh nhóm CHO đơn giản cho các bạn cái gì? AG NO3 trong NH3 để tạo thành hai đội chất lỏng. Thì suy ra là có một nhóm CHO. Đây, đây là chúng ta học một cấu trúc, và chỉ tìm cấu trúc của một cấu trúc. Đã có 3 này, trong đó hai này hay ghi nhiều nhất. Hay ghi nhiều nhất về câu hỏi cấu trúc nhá. Còn đây tính toán của bạn này. Đã cần nắm được rồi. Thế bài hôm nay, đấy là chúng ta nói về xong cấu trúc, sau đó mình ra phần tính chất vật lý. Và tí nữa chúng ta học về tính chất hóa học, thì tính chất hóa học chúng ta lại trọng tâm nó về kinh nghiệm. Ai là bạn? Tính chất vật lý. Phương thức tàn này thì chúng ta gặp đầy ở ngoài đời. Tôi vẫn nhớ cái cảm giác lần đầu tiên thì được nhìn thấy glucose. Ngày xưa thì cái đường ăn ta là đường một to, còn đường glucose là đường nhỏ. Thế là ngày đẹp trời thầy thích uống nước đường, bé thì uống nước đường. Xưa bé ở chỗ cơm với đường ăn phê cực. Thế xong rồi là đây lần đầu tiên nhìn cái hộp này cũng tưởng muối, nhưng còn giống cái xì muối tinh bít chát. Thế xong bắt đầu là đậu cho tay vào chấm nước tí thì thấy ngọt ngọt mát mát. Thế ông lại đường này, thích sao đường này lạ thế, ngọt mát là đường kia. Thế bắt đầu là cho cái cốc ra, sau đó đổ lần là muối, muối mãi. Thường thì uống được cực kỳ ngọt, phải muối bao giờ không tan được nữa, phải bão hòa thì uống mới phê đúng không? Thế muối mãi, muối mãi, muối mãi, mãi thấy nó ngọt đường. Sau đó cho miệng vào uống thì đổ đường lắm rồi, uống chắc phải ngon lắm. Uống thế nó vẫn cứ nhạt nhạt kiểu gì, nhạt nhẽo kiểu gì. Đấy, đấy là lần đầu tiên thì cảm thấy đường đua. Sau chốc mẹ lên nhìn thấy bay cũng nở ngoài. Thì sao? Gì? Ăn. Tí nữa thì uống dụng. Lúc đấy đối với thầy đều có thể ăn. Được chưa? Thế thì sau thì mình đọc bố đấy bảo là cái đường này là đường khác, cái đường kia là đường khác, thì bắt đầu là có suy trong đầu sẽ là cũng đường được thì mình chỉ được vậy thôi. Đấy, lúc đấy bắt đầu tâm điểm hiện ra đến năm lớp 12 học thì mới biết là cái loại đường đấy mình cho vào miệng là đường đường vô rồi. Và trong thì cái lúc cảm giác đầu tiên cho vào miệng cái đường đó là nó ngọt ngọt, nó thanh thanh, nó mát mát. Cái việc mát mát của nó là do độ tan nó nhanh nên là nó cho vào miệng cảm giác của mát. Đấy. Ở đây mình sẽ có tính chất vật lý là tồn tại ở điều kiện thường dưới dạng tinh thể. Các em nhìn các loại đường về màu gì? Hả? Sai. Màu trắng thì các em nhìn cả một quái đường. Em lấy một tinh thể đường em đưa lên thì bảo ra. Đó đây, không màu. Không màu. Còn cái việc mà em nhìn cái màu trắng thì nó phản xạ, không xạ sáng. Tan tốt trong nước. Tạo thành cái dung dịch không bảo vị ngọt thế nào, ngọt thanh này ai biết rồi, cái này ít thì lắm, bắt đầu thi dọc xuống
kia tồn tại bao nhiêu phần trăm cái máu người nhỉ? Cái này đi cho anh chuẩn. Đúng rồi, tồn tại chiếm ngay được một là 0.1% trong máu người. Bác sĩ ở đây check cho mấy cái này năm nay rồi, vì là năm 3 rồi, hoặc 3 năm nữa là ra trường. Mấy năm nữa? 4 năm nữa. Đầu năm 3. Thôi tính nhanh nhanh, còn tính rồi. Chiếm 0.1% trong máu người này. Thứ hai là có nhiều trong khoảng đó chín. Nhiều trong quả nho chín. Bởi vì nó có nhiều trong quả nho chín nên nó còn được gọi là đường nho. Đường nho phân biệt với các bạn nữ thích ăn nho xanh thì là nho chín, nho xanh chua đấy. Chiếm 30% trong mật ong. 30% trong mật ong, nhớ nha, chiếm 30% trong mật ong. Dung dịch glucose 0.5% thì được truyền trực tiếp vào máu người. Thì được truyền trực tiếp vào cơ thể người. Dung dịch glucose 0.5% thì được truyền trực tiếp vào máu người. Thế thì truyền trực tiếp vào máu người ấy thì không phải là người ta cứ đi lấy bao nhiêu nhỉ? 0.5 gram đường sau hòa tan ngũ cốc xong rồi đi thải vào máu là không được. Em chính thế là em phải giật xong rồi vẽ đi luôn, sốc phản vệ. Bởi vì là cái dung dịch máu người chúng ta phải là chúng ta nó tương đồng với cái cấu tạo của em chính thế thì mới tiếp được tiếp được, đúng không? Thế nhưng mà có một cái thể loại nước nó có thể tiếp được trực tiếp mọi người, còn nào mình dung dịch đấy chẳng may là bị rơi bay nó kiểu mà hát tao ở ngươi đấy, trong quá trình chúng ta bị mất máu nhiều quá thì chúng ta lại thiếu lên nước dừa ta tiếp trực tiếp vào mọi người nhá. Thì cái nước một quả dừa ấy, cái nước của quả dừa ấy là nó có thể truyền trực tiếp, nó cung cấp bổ sung thêm glucose cho cơ thể chúng ta. Mà quan trọng của em là nếu mà cái lúc đấy một thầy hà nằm chờ chết thì thầy cũng không thể nào nghĩ được cách mà xiên được vào quả dừa to thế bằng tay công, đúng không? Xong tiếp thì tiếp kiểu gì, lấy kim ở đâu, chả nhát cái đi mò xuống dưới biển xong bắt một con cá thì xong lấy luôn cá lấy kim chậm vào. Thế thôi lúc đấy mình đã bóng chết rồi. Thế thôi lúc đấy mình nếu quả dừa đấy thì xong lấy tảng đá đập đập quả dừa xong mình uống nước xong rồi mình đã được hẳn cái lúc thế thôi xong chết. Mình đảm bảo người chết no nên là người chết đói. Đấy chứ. Thì đấy là kiến thức. Tuy nhiên là cái đấy là sẽ nói ra với chúng ta là trong trường hợp mà nếu có bạn chúng ta bị thì chúng ta phải làm cái bài được, đúng không? Đấy là sao chúng ta chú ý là đừng để cho nó tiếp xúc quá nhiều với không khí. Tiếp xúc quá nhiều không khí thì không khí bẩn và tiếp dễ bị nhiễm trùng. Đấy, những cái này phải thuộc thuộc đấy. Thi ấy, hỏi mà nó hỏi chỗ này nhiều. Còn này này, anh này có được gọi là huyết thanh mỏ. Anh này có được gọi là huyết thanh mỏ. Và là mã tính chất học. Tính chất học thì nó phụ thuộc chủ yếu vào cấu trúc. Tính chất học thì bị phụ thuộc chủ yếu vào cấu trúc. Cấu trúc của glucose 1, 2, 3, 4, 5, 6 OH 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 nặng này. Vậy chắc chắn nó sẽ có tính chất một nhỏ. Tính chất của polyol hay nói cách khác là OH đa kẻ. Tính chất của polyol hay nói cách khác là OH đa kẻ. Dung dịch glucose
dung dịch glucose tác dụng được với CO2 hai lần tạo thành dung dịch màu xanh lam. Cái thứ này thì không phải cho ai chứng minh. Thì chủ học chúng ta chỉ tính đây. Bắt đầu bây giờ là để bảo quản chế đề ra. Thì sẽ một số thầy cô sẽ dạy chúng ta thêm những việc tính toán. Tính toán thì nó trước là không có tí ở trong chủ học của chúng ta. Thì nếu mà có tính toán siêu quát lần nhớ thầy là 2 của chúng tôi sơ văn 1 là siêu quát này. Để nhớ thầy cô em mắt và chế. Thầy còn đề phòng cái việc mà chế cho đề thi thử nữa. Đề thi thử kiểu này hỏi về thí nghiệm phần này chắc chắn sẽ không có được thí nghiệm của ra bởi vì phức là không thi, nhưng mà vấn đề phòng chế vào bên trong các đề kiểm tra của em thì bây giờ mình sẽ có là thí nghiệm. Thí nghiệm này thì sẽ có sơ qua để đủ để đến mức để vượt qua các câu thí nghiệm bên trên đề thi thử của trường thôi. Bước một là lấy một vài giọt dung dịch COSO4 cho vào kiện. Sau đó nhỏ từ từ từng giọt dung dịch NaOH. Sau đó nhỏ từ từ từng giọt dung dịch NaOH. Thế có phải là khi mà mình làm như vậy thì mình sẽ có cái phản ứng không? Là CO2 cộng. Anh này cho CO2 cộng. Anh hút trừ để tạo thành anh CO2 đây là kết quả mà. Thì hiện tượng và đến kết quả tan dần và tạo thành dung dịch màu xanh lam. Thì thầy nghĩ là cái điểm này của cô ghi cho chúng ta bản thân nghĩ bằng hình bởi vì nó liên quan đến phức phức đạo của cô ghi nha. Làm sao để là thí nghiệm chất polio chỉ chỗ này để phòng vậy, còn về mặt bản chất của em cần nhớ thầy anh này với anh này xanh là em ghi đây cho đủ nhá. Nếu có thi thì nào bỏ ra thì nhìn vào trong vở thì sẽ biết là thầy đã dạy như này. Còn ở chỗ này không thi cho bỏ ra nhưng mà nhớ không đọc cái chân hai nhỏ tính chất của nhóm chức anhin. Bây giờ mình phân tích cấu trúc ạ. Anh này có liên kết C2O. Và bởi vì nó có liên kết C2O nên chúng ta dự đoán nó sẽ có phản ứng cộng. Nhớ thầy này, C2C là có cộng. C2O của anhydride và ceton cũng có cộng nhé. Còn C2O của axit của este là không có cộng. Nhớ chưa? Đây là gì nó cũng cho này là phản ứng cộng. Ứng cộng với lại hydro thì bao gồm những anh có sự liên kết C nối đôi C, C nối đôi O của nhóm chức anhydride và ceton. Còn lại C nối đôi O của axit và este là không có phản cộng. Thực ra nó có những cái xúc tác là IA là bắt buộc. Xúc tác ấy không đi, không học ở trong chương trình cấp 3 nên không phải học. Nhà mình coi như là không có. Đây bây giờ mình nhìn anh này có mấy đôi C có đôi O ạ? Một đôi không? Phải ăn mấy ăn hai? Một thôi, giờ mình viết cấu trúc nhé. A nhỏ tác dụng với hydro xúc tác đi kem nhân độ 1, 2, 3, 4, 5, 6 OH 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 OH
nối đôi ô H cộng H2 là HH. Nhiệt độ áp, sorry, đi kem. Nhiệt độ 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 ô H 2, 3, 4, 5. C đôi ô. Anh này xóa này đi đúng không? Thì thêm một H vào đây, thêm một H vào đây. Được chưa? Đấy nhá, phải đảm bảo là nó OH. OH. Được chưa? Thế thì anh này công thức phân tử nó là C6 H12O6 là một hữu cơ cộng với H2 xúc tác đi kem nhiệt độ này ăn một tháng hai tạo thành C7, vẫn C6 đương nhiên. H mười mấy nhỉ? 12 và có 12 rồi mấy? 14. Ô mấy? Ô sáu. Anh này tên là glucose cộng hydro tạo thành xô đi tôn điều chế sản xuất thuốc cảm. Điều chế sản xuất thuốc cảm. Đúng đấy. Xô đi tôn. Điều chế sản xuất thuốc cảm. Chưa xong đâu nhá, ở lớp nhìn bảng này. Số 2 bảo lý thuyết hay bỏ nhiều này. Đâu em để ý này. Hiro trong này số xóa bao nhiêu? Không đúng không? Thế bây giờ Hiro chui trong hợp chất số xóa bao nhiêu? Hiro trong hợp chất số xóa luôn là bao nhiêu? Dương 1, chính xác. Vậy là số xóa của Hiro tăng hay giảm? Tăng, cử tăng, o giảm. Và lúc này Hiro thì được tính gì? Tính cử. Glucose lúc này thì được tính gì? Oxy hóa. Tính oxy hóa thì bị gì? Bị khử. Vậy đây thì có một nhận định. Glucose bị khử để tạo thành sorbitol. Nhớ nha. Thầy bây giờ ta cách suy luận. Thầy không yêu cầu ta thuộc cái này, mà thầy chỉ yêu cầu chúng ta phải hiểu cách suy luận này. Bởi vì sau này mỗi lần chúng ta đọc đến là đề rất là hay cho kiểu này này. Glucose bị oxy hóa để tạo thành sorbitol. Chúng ta nhìn thấy glucose, sorbitol đúng rồi. Bỏ qua từ bị oxy hóa là chết. Nhớ chưa? Nên là lúc nào mà có cái câu là glucose bị oxy hóa, glucose bị khử, chúng ta phải nhận trong đầu H không về H cộng 1 hiện tính khử thằng này tính khử thằng này tính oxy hóa thì tính oxy hóa phải là bị khử. Nhớ chưa? Nhớ đấy. Rất hay nhờ. À nhờ là coi như mất một câu lý thuyết đến rồi, đến nhận định. Mất một câu lý thuyết đến nhận định thì mất không phải 25 điểm. Mình càng cách xa con điểm cao, xa hơn chút. Sai cái câu này thì thôi, không được xếp vào hàng các vị thần nữa. Em có thể không giải được câu độ cao, nhưng nếu mà em giải đúng hết phần lý thuyết thì tất cả học giả trên trời em vẫn nhìn em vào mắt này. Tại vì em đứng ở đây cái phần thứ hai sai. Thường vào gọi hay chết lý thuyết. B nhỏ. B nhỏ. Đấy là tác dụng cái hydro. Thế thì trong cái nhóm chất amidit thì tiện thể nhanh bố là cụ thể luôn. Thì trong đầu, thực sự là trong đầu ngày xưa thì học lớp 12 thì chỉ nhớ đến một cái tác nữa. Tác dụng A và 13 và 3. Đến thời em thì nó nâng cao hơn nhiều nên chúng ta cần phải nắm được nhiều. Thì chỗ này bắt đầu là những cái chỗ là tác dụng với tác nhân oxy hóa. Và tác nhân oxy hóa thì viết tắt là oxy trong oxy. Tác nhân oxy. Thì ở trong cái chỗ mà tác dụng với tác nhân oxy hóa này, để muốn chúng ta nắm được một cái nguyên lý chung nhất thì là cũng hết mình học cái bài năm nay là coi như là mình học lại luôn cả bài ăn hít luôn. Mình hiểu hệ thống bài ăn hít luôn nên mình không cần học lại ăn hít nữa nhá. Thì cái cũng chung nhất của tác nhân oxy hóa ở đây thì em cứ hiểu là nó dễ. Oxy trong oxy oxy hóa thằng này cộng này thằng này chẹt luôn rồi là thành 1, 2, 3, 4, 5, 6 nhóm hóa giữ nguyên. C-O-O-H. Được chưa? Nhớ vậy, có nghĩa là nó chó thì biến thành nó.
xe hoa. Thì nhớ đơn giản nhất là cái hàm oxy mình chui tỏa trong này từ CHO biến thành CO2, thế là dễ hiểu, không cần phải nhớ gì nữa. Vì mình có hiểu bản chất thì sau này mình cũng không cần phải sử dụng quá nhiều của nó đâu. Nhé. Việt Nam học phải học cái khác rồi, không học mấy này. Việt Nam em học nghiên cứu về hóa học, em học sư phạm, em học cái này. Nhé, bây giờ thì không. Sao không được ngày nào, những giờ này mình được. Sao? Ừ, liên. Sao liên ngày nào đến giờ này nghỉ luôn. Hết sức. Cái cả ngày nghỉ ở nhà làm gì? Không nghỉ nào. Học. Học quá. Trong hết. Học ít thôi mà. Học nhiều nguy hiểm. Nhiều rồi nhưng học ít. Phải giữ gìn thể lực. Đến bây giờ chọn đến bây giờ thì bỏ Liên nhá, chọn một thầy dạy hóa thôi, một thầy dạy toán thôi, một thầy dạy lý thôi, à từ một thầy dạy sinh thôi. Thế thì chỉ mất có 6 buổi thôi. Bây giờ em đi để học lý rồi. Ừ, chỉ học một thế thôi. Ừ, thế gì đến mệt lắm. Một tuần 7 ngày. Mệt. Bây giờ thầy Minh dạy hóa có một tuần có 3 tiếng. Toán thì giả sử có 2 buổi. Thế tội gì học phải vào người chơi. Tập vào người chơi nó mới vào. Chứ em kiểu cứ học liên tục nó vào đâu. Học gì hết thì xưa gì toàn học người chơi. Thằng này đi học thầy ngồi toàn thi thoảng và ngồi chú dưới và chơi game. Bạn nó điêu. Lại điêu, tức là nó chuẩn quá thì không thì em quy định sẽ có. Có nghĩa là em điều phối thời gian không hợp lý. Đừng chỉ hiểu nước quá, nước quá nhiều. Trời của em một tất cả. Đây nha, bây giờ tiếp này. Thế vậy ở đây này, với tác nhân oxy hóa thì glucose nó biến đổi thành một thằng, thằng này không phải nhớ tên. Bởi vì dưới cái đỉnh cao thì anh gọi nó. Đây là đầu này, đầu CO1 là axit. Axit để mang cái tên là glu. Đây là axit glu. Ta thường nuôi axit là nuôi gì? X để là axit của glutamic. Và không phải glutamic là ở trong cái thằng khác. Glu Colic. Viết tắt là glucose. Colic. Đây là cái tác nhân oxy hóa nha. Với tác nhân oxy hóa này thì đầu tiên mình xét đến là glucose tác dụng ra cờ của 3 trong 3. Đây là các nhân oxy hóa của bạc này, bạc cộng này. Biến về bạc không này. Cử tăng nó giảm thành bạc cộng này hiện tính oxy hóa rồi. Thì vào lúc vô thì hiện tính cử đó. Bạc cộng biến về bạc không. Vậy đây anh này hiện tính oxy hóa nhé. Vậy nó sẽ tạo thành gì? Đúng theo nguyên tắc axit và glucose. Nhưng lưu ý là này, thằng này môi trường gì? Môi trường ba sơ, môi trường kiểm là ba. Nó có hai thằng axit không? Không, thằng axit để tác dụng với nó ba để tạo thành gì? Nó hát muối. Đấy là cái điều đặc biệt trong hóa. Nó tạo thành muối A, mô,
ni gờ lu cô na. Công thức này không cần nhớ, cái tên này thì phải nhớ và sẽ ghi tên. Công thức có thể không quan tâm nhá, nhiều khi mình viết công trình cái này nó phải chạy trong đầu mình. Cái chạy trong đầu mình là cứ tắt nhiên tố sinh hóa thì biến thành axit glucolic này, nhưng trong môi trường gì nó sẽ chuyển hóa thành môi trường đấy. Thì ở đây là môi trường, là môi trường kiềm, môi trường đàn bà, nó tạo thành cái amoni của đường nát. Vậy đây có một cái kết quả hay hỏi là suy ra của glucose chỗ này hiện tính oxy hóa rồi thì nó sẽ bị sao ạ? Ở chỗ này hiện tính khử rồi thì nó sẽ bị sao? Bị gì? Oxy hóa bởi AGNO3 trong NH3 để tạo thành muối amoni glucose nát. Tạo thành muối amoni dung dịch brom ở điều kiện thường. Brom vẫn là tác nhân oxy hóa của gió mạnh nên biến thành axit glucolic, nên có hệ quả đây là glucose làm mất màu dung dịch ở đâu ở vừa kể được. Và glucose là mất màu dung dịch ở đâu. Nào học xong thì sẽ tặng ra một cái bảng tổng hợp của này. Với chỉ cần nhìn vào bảng thôi, kiểm tra. Bây giờ mình phải ghi những thức đầy mình hiểu sâu. Hiểu sâu nhưng mà thi nó sẽ không sâu như thế nào. Mình hiểu qua thôi. Cuối cùng là glucose tác dụng được với dung dịch KMNO4 ở điều kiện thường, nên có hệ quả là glucose làm mất màu, suy ra nó làm mất màu KMNO4. Thực ra là bản chất nó tạo thành axit glucolic, nhưng mà mình không quan tâm quá nhiều. Cuối cùng glucose tác dụng với COOH2 lần đun nóng nhẹ thì tạo thành CO2O, kết quả màu đỏ này. Glucose ở trong cái chương này là học nặng nhất. Em yên tâm học xong glucose tất cả mọi thứ đều dễ dàng. Nặng lý thuyết bây giờ vừa xong cái phần à. Vậy vừa nãy chúng ta vừa nhìn thấy là glucose chúng ta thể hiện tính oxy hóa khi tác dụng hydro nhé, thể hiện tính khử khi tác dụng với bạc cộng nhé. Vậy ở đây mình sẽ suy ra một cái nhận định, đó là glucose chúng ta vừa có tính oxy hóa và vừa có tính khử. Đấy, suy ra vậy, suy ra chú ý ạ. Glucose vừa có tính oxy hóa, vừa có tính khử. Ba nhỏ phản ứng lên men. Thứ nhất, A nhỏ là men rượu, C6
H12O6 men rượu thì tạo thành hai lần CO2, hai lần C2 H5, đúng không? Phương trình này được rồi. B nhỏ lên men lactic C6 H12O6 men lactic để tạo thành acid lactic. Acid lactic trên đây để hướng dẫn ta toàn bộ các tính chất khoa học đầy đủ bậc nhất về anh của glucose. Kỹ nhất rồi. Phần cuối cùng bốn nào bạn ứng dụng điều chế. Một nhỏ ứng dụng. Cái glucose ứng dụng làm gì? Ứng hồi đường, chính xác. Đường này chúng ta có nghĩa là khi chúng ta phải truyền đường trong cơ thể là để vì đã đất nền là họ đã sử dụng truyền đường vào cơ thể như nào thôi. Rồi sao mới ra bẻ đây đúng không? Đấy là gì ạ? Thuốc tăng lực. Nước tăng lực, thuốc tăng lực. Chúng ta đang mệt thì chúng ta ăn mấy quả nho mà chúng ta phải. Thứ hai là gì? Trong y tế ấy nhỉ? Viết tay ngọt. Vâng vâng, rất nhiều. Ai nhỏ điều chế, chẳng ai dại khi điều chế được mua giờ. Rào này, hiệu thuốc bù đại. Đó là hàng đại bản thân. Thế thì ở đây đó là sản xuất. Sản xuất glucose thì chủ yếu bằng cách đó là thủy phân tinh bột. Tinh bột, thủy phân trong môi trường acid thì tạo thành glucose. Cái này hàng bài tinh bột thì chúng ta sẽ biết phương trình này kỹ hơn. Và bài của glucose có cái tiêu thụ của một